Vào ngày 13 tháng 10 năm 1972, chuyến bay mang số hiệu 571 của chiếc máy bay không quân Uruguay chở theo 40 hành khách và 5 phi hành đoàn đã gặp tai nạn, và hành trình sống sót của những con người phi thường ấy đã nổ ra nhiều sự tranh cãi về việc làm sao mà họ có thể tự mình vượt qua được trong khoảng thời gian chờ cứu hộ tới. Xin chào, lại là tôi đây. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về 72 ngày sinh tồn của những hành khách còn sống sót trong thảm họa tại dãy Andes vào năm 1972. Vào ngày 12 tháng 10 năm 1972, chiếc máy bay Fairchild FH-227D của không quân Uruguay cất cánh khỏi sân bay quốc tế Carrasco. Trong chuyến bay ngày hôm đó có tổng cộng 45 người, gồm 40 hành khách và 5 phi hành đoàn. Các hành khách chủ yếu là các thành viên của đội bóng bầu dục All Christian của Montevideo đang trên đường bay tới Santiago, Chile để chơi với đội All Boys. Do tình hình thời tiết xấu nên họ đã nghỉ một đêm tại Mendoza, Argentina ở ngay chân dãy núi. Chuyến bay tiếp tục trở lại vào chiều ngày 13 tháng 10. Dù được báo trước rằng thời tiết có dấu hiệu tốt, nhưng ở trên dãy Andes có lượng mây che phủ dày đặc khiến cho việc quan sát gặp nhiều khó khăn. Khi bay qua dãy núi Andes, chiếc máy bay gặp nạn và rơi tự do vài trăm feet trong tiếng gào thét tuyệt vọng của các hành khách. Chưa dừng lại, chiếc máy bay va vào một vật cản một lần nữa và tiếp tục rơi tự do xuống lớp mây che phủ, và hành khách vào khoảnh khắc này có thể nhìn thấy một ngọn núi cách đó chỉ khoảng 10 hoặc 20 feet. Bình thường, máy bay có bay gần núi đến vậy không? Panchito Abor đã hỏi người bạn đồng hành của mình là Nando Parado. Parado lúc đó chỉ kịp nói: "Tôi không nghĩ vậy đâu." Rồi mọi thứ trở nên tối sầm, đen kịt. Khi anh tỉnh dậy, đã gần 48 giờ trôi qua. Hôm đó là thứ 6 ngày 13 tháng 10 năm 1972. Chiếc máy bay đã lao xuống một thung lũng băng cao trên dãy Andes. Có 7 người trên máy bay đã bị hút ra khỏi thân trước khi mà chiếc máy bay gặp nạn. 4 người khác, bao gồm cả phi công và mẹ của Parado, đã bị thiệt mạng. Vào thời điểm khi Parado tỉnh lại, 5 người nữa cũng đã thiệt mạng, bao gồm cả phi công phụ và Abor, người bạn của Parado. Lúc bấy giờ, chỉ còn 29 người sống sót sau thảm họa máy bay. Những người sống sót còn lại cũng gặp khó khăn trong cái lạnh âm 33 độ C và thiếu thốn về dụng cụ y tế. Hai sinh viên y khoa sống sót đã phải bó xương bằng những thứ còn sót lại của máy bay. Họ thực sự bị cô lập khỏi thế giới, chẳng thể liên lạc được để gọi sự giúp đỡ. Đã có 3 quốc gia đã vào cuộc tìm kiếm chiếc máy bay, nhưng với việc vỏ của máy bay lại trùng màu với tuyết phủ, tất cả dường như vô hình khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn. Mọi nỗ lực tìm kiếm đi vào ngõ cụt và họ quyết định dừng việc cứu hộ vào ngày thứ 8. Ngày thứ 11, Roy đã nghe được tin tức này nhờ vào chiếc radio cầm tay mà nhóm sinh viên tìm được. Khi nghe được tin, họ bắt đầu khóc lóc và cầu nguyện. Ngoại trừ Parado, anh nhìn lên ngọn núi ở phía tây một cách bình tĩnh. Nikolic bước ra khỏi chiếc máy bay, và khi biết được rằng cuộc tìm kiếm đã bị hủy bỏ, anh ta trèo vào cái lỗ qua đống vali vào đồng phục bóng bầu dục, cúi xuống miệng hầm u tối và nhìn các khuôn mặt ảm đạm đang ngước nhìn anh. "Các cậu," anh kêu lên, "có tin mừng rồi. Chúng ta vừa nghe được trên radio, họ đã hủy bỏ cuộc tìm kiếm." Trong chiếc máy bay đông đúc, rồi chỉ còn sự im lặng, xen lẫn những tiếng khóc lóc kêu gào. "Tại sao đó lại là tin mừng được?" Pes quát Nikolic. "Vì nó có nghĩa là," Nikolic nói, "chúng ta sẽ tự thoát ra khỏi nơi này." Câu nói đó của cậu ấy đã phần nào ngăn chặn được một luồng không khí tràn ngập sự tuyệt vọng và dấy lên một tia hy vọng. Nhưng để thoát ra khỏi nơi đây thì vấn đề lương thực luôn luôn là bài toán khó. Họ chỉ còn vài thanh sô-cô-la, vài mẩu kẹo cùng với chút rượu. Fito còn phát hiện ra cách sử dụng phần nhôm từ lưng ghế để làm tan chảy tuyết, tạo ra nước uống. Dù có chắt chiu tiết kiệm như nào thì với số lượng đồ ăn ít ỏi như vậy cũng không thể giúp họ cầm cự được lâu. Sau này, Parado có kể lại rằng: "Trên núi cao lạnh lẽo, thân thể con người cần rất nhiều calo để sống. Chúng tôi đang bắt đầu chết đói và không còn hy vọng để tìm ra thức ăn. Nhưng chúng tôi đói đến mức không thể chịu nổi nữa rồi, nên vẫn cố gắng tìm đi tìm lại trong máy bay để kiếm miếng ăn. Chúng tôi đã ăn thử gia thuộc từ vali, tuy biết rằng
chúng đã được nhúng vào các chất hóa học có hại hơn là có lợi. Chúng tôi đã xé ghế ngồi để tìm rơm, nhưng chỉ tìm được các lớp xốp không ăn được. Tôi đã đi đến kết luận nhiều lần rằng nếu chúng tôi không ăn quần áo của mình đang mặc, thì thực sự không còn gì khác để ăn, trừ nhôm, nhựa, tuyết và đá. Ở độ cao của dãy núi Andes, việc cơ thể họ chết dần chết mòn chỉ còn là vấn đề thời gian, và khi bị dồn đến đường cùng, mọi người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ăn thịt của những người hành khách đã chết. Những người khác ban đầu rất e ngại về phương án này, nhưng sau khi thấy rõ là chỉ có thể sống bằng cách ăn thịt người, họ đổi ý sau vài ngày. Họ sử dụng một mảnh thủy tinh và âm thầm cắt bỏ các lớp thịt trên các thi thể để dự trữ. Tai nạn lại một lần nữa ập lên đầu những hành khách xấu số khi vào ngày 29 tháng 10 đã có một trận tuyết lở cướp đi sinh mạng của 8 người khác trong lúc họ đang ngủ ở trong thân máy bay. Điều này thôi thúc những người còn sống phải đi tìm lối thoát ở khắp ngọn núi. Việc đó dường như là bất khả thi bởi vì mọi người không có đồ leo núi và sức khỏe thì hạn chế. Nhưng trong cái khó thì lại ló cái khôn. Họ đã tạo ra một chiếc xe trượt tuyết để hỗ trợ việc đi lại. Sau vài cuộc thăm dò, một nhóm cuối cùng đã bắt đầu lên đường. Nhóm này bao gồm Nando Prado, Roberto Canessa và Antonio Tintin Vizintin. Theo yêu cầu của Canessa, Prado và Tintin, nhóm người bắt đầu thử đi xuống về phía đông để đi tìm đuôi máy bay. Lần này, họ đã tìm thấy được phần đuôi. Ở trong đó vẫn còn một vài những chiếc vali. Ba người bắt đầu tìm kiếm đồ ăn, sách, quần áo và thuốc lá. Tintin cũng đã tìm thấy chất cách ly bọc ống. Chất này sẽ có vai trò quan trọng để họ có thể thoát ra khỏi dãy núi. Cả nhóm tìm được pin ở phần đuôi máy bay và chợt nhớ ra rằng sau vụ tai nạn, trên đầu máy bay có radio mà họ đã từng dùng để kêu cứu nhưng không được vì không hề có điện. Do bộ pin quá nặng và không thể mang theo được. Thay vào đó, ba người quyết định mang radio tới đuôi máy bay. Nhóm sinh viên lại lên núi và xin sự trợ giúp của Roy Hawley, một trong những người còn sống trẻ nhất và cũng là người giỏi nhất về máy móc. Sau vài ngày thử, Hawley và Canessa hiểu là chiếc radio không thể sửa chữa được nữa rồi và những người này trở lại máy bay. Đến nước này rồi thì họ chỉ còn cách leo qua dãy núi phía Tây. Tuy nhiên, cần phải tìm cách sống qua đêm để có thể thực hiện được kế hoạch của mình. Và lúc này thì có người đề nghị cả nhóm nên làm túi ngủ. Ngày 12 tháng 12 năm 1972, khoảng 2 tháng sau tai nạn, Prado, Canessa và Tintin bắt đầu leo lên núi. Tuy trời vẫn rất lạnh lẽo, nhưng nhờ việc chế tạo được chăn chu bằng chất cách nhiệt tìm thấy ở đuôi máy bay đã giúp họ sống sót qua đêm. Ngày thứ 3 của cuộc tìm kiếm, Prado tới đỉnh của núi trước hai người kia và tìm được lối thoát ra khỏi dãy núi. Anh suy đoán ra được đường rời khỏi dãy núi và nhất định sẽ không từ bỏ hy vọng. Do biết là cuộc tìm kiếm này sẽ tốn sức hơn họ tưởng, Prado và Canessa bảo Tintin quay trở lại nơi xảy ra tai nạn tại vì khẩu phần ăn đã sắp cạn kiệt. Anh này quay về tới nơi xảy ra tai nạn chỉ 3 giờ sau. Tới ngày thứ 9 cuộc tìm kiếm, trong lúc đang tìm củi đốt sưởi, Canessa nhìn thấy một người đàn ông cưỡi ngựa, rồi sau đó là hai người khác. Cả hai người cố gắng giải thích cho một trong ba người kia hiểu, trong đó có một cao bồi người Chile tên là Sergio Catalan. Ông ta trả lời rằng, ngày mai, Prado và Canessa biết rằng mình sắp được cứu rồi và quyết định ngủ lại bên cạnh dòng sông. Ngày hôm sau, ba người đó quay lại, buộc giấy và bút chì vào đá, ném cho Prado và Canessa. Ông ta viết, hãy cho tôi biết anh muốn gì. Prado tay run run và bắt đầu viết, tôi đến từ một chiếc máy bay bị rơi xuống núi. Anh giải thích rằng anh và Canessa đều yếu và đói. 14 người bạn nữa vẫn còn ở trên máy bay và họ đang tuyệt vọng chờ giúp đỡ. Khi định ném hòn đá trở lại, anh bỗng khựng lại bởi thậm chí anh còn không đủ sức để ném nó sang phía bờ bên kia. Dồn hết sức lực còn lại, Prado ném hòn đá đi và quan sát thấy nó rơi xuống mép sông và bật nảy lên bờ. Ông ấy đã đọc được những dòng anh viết và giơ tay lên như muốn nói, tôi hiểu. Catalan sau đó đã cưỡi ngựa trong nhiều giờ để tìm kiếm sự trợ giúp và cuối cùng cứu hộ bằng máy bay trực thăng đã đến. Những nhân viên cứu hộ cùng Prado đã bay qua dãy núi để dẫn các máy bay khác đến cứu những người còn lại trên núi. Tin tức về những người gặp nạn 2 tháng trước còn sống sót đã được lên các mặt báo chí quốc tế và nhiều nhà báo khác đã bắt đầu đổ tới. Chiều ngày 22 tháng 12 năm 1972, chiếc máy bay trực thăng chở Prado và hai nhân viên cứu hộ đã đến đón một nửa số người còn sống sót. 4 nhân viên cứu hộ tình nguyện đi sau cùng với một nửa những người sống sót còn lại.
cho đến khi máy bay trực thăng thứ hai tới, họ sẽ phải chờ đến sáng hôm sau vì việc bay trên dãy Andes vào ban đêm là quá nguy hiểm, nên mọi người sẽ phải ngủ trong thân máy bay một đêm nữa. Máy bay trực thăng thứ hai tới nơi lúc tảng sáng ngày 23 tháng 12 và lúc đó cả 16 người còn lại đã được cứu. Những người sống sót được chở đến bệnh viện tại Santiago vì những bệnh ở trên độ cao, mất nước, phát cước, xương gãy, suy nhược, suy dinh dưỡng. Prado được thay bộ quần áo bẩn thỉu ra và tắm nước nóng. Khi được lau khô, anh trông thấy mình trong gương. Người anh chỉ còn da bọc xương, không còn bóng dáng của một thanh niên lực lưỡng như lúc mà anh từng lên máy bay trước đó 2 tháng. Nhưng với mỗi hơi thở, anh ấy thốt lên với chính mình và lặp đi lặp lại: tôi vẫn còn sống. Khi được cứu, mới đầu họ đã giải thích là họ đã ăn format để sống với mục đích được gặp lại gia đình trước khi kể lại toàn bộ sự thật. Tuy nhiên, họ đã bị phê phán thậm tệ khi những hình ảnh về vụ việc bị lộ ra cho báo chí và những bài báo giật gân được xuất bản mà không xin phép. Phần nhiều tranh cãi xảy ra xung quanh việc ăn thịt người chết. Tuy giáo hội công giáo đã nói rõ là các sinh viên phải ăn thịt người để sống nên họ không có tội, và các gia đình của những người thiệt mạng đã phát biểu ý kiến ủng hộ các sinh viên còn sống sót, nhưng báo chí vẫn tiếp tục xuất bản những bài báo rầm rộ về điều này. Những nạn nhân xấu số được chôn dưới đống đá cách nơi xảy ra tai nạn 800 mét. Những trận tuyết lở đã đẩy thân máy bay xuống núi, che nó dưới đống tuyết sau nhiều năm. Họ dựng lên một thành giá sắt tại trung tâm của ngôi mộ như một đài tưởng niệm những người đã mất nằm ở dưới. Những phần còn lại của thân máy bay đã bị đốt để tránh những người tò mò đến tham quan. Về sau, sự kiện này đã được dựng thành một bộ phim, sách kể lại về sự phi thường, nghị lực sống mãnh liệt của 16 người sống sót. Những công lao lớn thuộc về Prado và Canessa khi đã cực kỳ chủ động trong việc tìm kiếm lối thoát, và sự sống sót của những người còn lại sẽ không thể thành hiện thực được nếu không có sự giúp đỡ của những người đã mất. Một phép màu hay là một bi kịch đã xảy ra tại dãy Andes sẽ tùy thuộc vào góc độ nhìn nhận của mỗi người. Video này đến đây là hết rồi. Cảm ơn vì đã đón xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.